Kính thưa đồng bào thương mến, hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Cha trời Thượng Đế Tôn Năng bảo Thánh Giống Di Lạc Phật Vương nhắc nhở cho toàn thể đồng bào nhân loại mau mắn ăn năn sám hối khẩn cấp nếu mà chúng ta còn có cơ hội. Bởi vì lần lượt sẽ có những biến lớn kinh hoàng khốc liệt xảy ra trong những ngày sắp tới. Và trước mặt chúng ta đồng bào thấy trên nền trời là hình ảnh cảnh báo về việc động đất, sóng thần và nhiều ngàn đập nước sẽ sập trong những ngày tháng sắp tới và có thể xảy ra bất cứ lúc nào, rất là khủng khiếp. Đó là những cái hình ảnh trên nền trời bây giờ cảnh báo về việc động đất, sóng thần và nhiều đập nước sẽ sập. Và nhiều thành phố, nhiều nơi trên quả địa cầu sẽ ngập nước rất là khủng khiếp. Vì thế đồng bào chúng ta cần phải thức tỉnh, đồng bào nhân loại đó phải thức tỉnh, chuẩn bị sẵn sàng để mà đối diện với những tình huống rất là khó khăn trong những ngày tháng sắp tới. Rất là rõ ràng luôn, đồng bào thấy là đây là những hình ảnh rất là rõ ràng. Chúng ta cần phải xem xét với kỹ lưỡng rồi quyết định ăn năn sám hối khẩn cấp, bởi vì sẽ có nhiều nơi ngập lụt rất là khủng khiếp trong những ngày sắp tới. Và những hình ảnh trên nền trời đó là nói về nhiều đập nước ở tại Á Châu sẽ sập đó. Nói riêng ở Á Châu có thể hàng ngàn đập nước sẽ sập trong những ngày sắp tới, những ngày tháng sắp tới đó. Thượng Đế cần phải chỉnh quả để cầu lại, cũng như trừng trị những kẻ độc tài, hống hách, kiêu ngạo, giàu có, đạo đức giả, đầu cơ tích trữ. Và đương nhiên Thượng Đế Tôn Năng đang làm việc để giải tán thế giới cộng sản khắp nơi trên quả địa cầu, rồi cùng lúc trừng trị những kẻ tự do quá trớn gây tội ác, cũng như trừng trị những kẻ đạo đức giả đóng vai lãnh đạo tôn giáo. Và những ai mà cảm nhận được mình đã gây nhiều tội ác thì nay là phải chấm dứt, bởi vì cơn thịnh nộ của Thượng Đế bắt đầu xảy ra mạnh mẽ và rất là mạnh mẽ kể từ bây giờ cho đến ngày cuối của thế giới nhân loại, tức là tận thế thế giới nhân loại đó. Và tận thế đã xảy ra và đang xảy ra. Vấn đề đây là hầu hết chúng ta là chưa biết. Chúng ta quan niệm rằng ngày tận thế là cái ngày cáo chung, là lúc đó là âm đùng xảy ra rất là khủng khiếp, chỉ có trong ngày đó thôi. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Thực sự là Thượng Đế đã cho tất cả quý thần thiên nhiên làm việc sàng lọc nhân loại, đặc biệt là từ năm 2019 cho đến bây giờ. Liền ngay sau đó thì từ năm 2019 cho đến bây giờ là những ngày đầu, thời gian đầu của ngày tận thế thế giới nhân loại đó đã bắt đầu rồi, và lần lượt sẽ mạnh mẽ cho đến ngày cuối cùng của ngày tận thế thế giới nhân loại. Chứ không phải là phải chờ đến cái ngày cuối cùng, lúc đó Thượng Đế mới là kết thúc, tức là trong vòng cái ngày đó, trong vòng 24 tiếng đồng hồ Thượng Đế làm việc như bằng khủng khiếp mạnh mẽ đối với ngày tận thế. Không phải như vậy, mà thời gian của Thượng Đế đã làm việc từ năm 2019 cho đến bây giờ rất là mạnh mẽ, tức là sự sàng lọc của Thượng Đế đã bắt đầu từ năm 2019. Và Thượng Đế đã cho những bộ mặt gian ác lần lượt lộ diện để mà nhân loại dễ dàng nhận diện. Thì đồng bào nhân loại cần phải thức tỉnh thôi. Đặc biệt là tại Việt Nam, đồng bào cần phải thức tỉnh, bởi vì Thượng Đế Tôn Năng đã mời gọi dân tộc Việt Nam chúng ta trước tất cả những giống dân khác làm việc phân phát hồng ân giải thoát của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu ban cho tất cả nhân loại.
thì đồng bào nhân loại cần phải chấp hành. Nói chung, những ai biết được chương trình thì phải thông báo cho người khác được biết. Nói riêng dân tộc Việt Nam chúng ta lại càng phải chấp hành một cách thành tâm hơn những giống dân khác, bởi vì Thượng Đế Toàn Năng đã mời gọi dân tộc Việt Nam trước tất cả những giống dân khác. Vì thế dân Việt Nam chúng ta cần phải thức tỉnh. Thượng Đế mời gọi tất cả nhân loại, nhưng mà mời gọi dân tộc Việt Nam chúng ta trước, và đồng bào nhân loại, và nhất là đồng bào Việt Nam cũng đừng quên rằng Thượng Đế mời gọi tất cả, nhưng mà Thượng Đế chọn là chuyện khác. Ngài mời gọi tất cả, nhưng mà những người mà chấp hành một cách thành tâm, thành tín, chân tình như thế nào thì mới được Thượng Đế chọn để mà đóng những cái vai vô cùng quan trọng vào thời cuối của thế giới nhân loại, là phân phát hồng ân giải thoát của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu ban cho tất cả nhân loại. Đồng bào nhân loại, và nhất là đồng bào Việt Nam, đừng nghĩ rằng Thượng Đế Toàn Năng mời gọi tất cả, và đặc biệt mời gọi dân tộc Việt Nam chúng ta trước, rồi chúng ta ý y nói là tất cả chúng ta sẽ được chọn. Không đâu, Thượng Đế mời gọi tất cả, nhưng mà chúng ta có chấp hành một cách chân tình, thành tâm hay không là chuyện khác, để được Ngài chọn cho được lên lớp sống cùng thế giới thiên loại tuyệt vời vô cùng tận, tương lai đời đời kiếp kiếp. Thượng Đế mời gọi tất cả, nhưng mà Ngài chọn là tùy theo sự chấp hành của mỗi cá nhân con người nhân loại chúng ta. Thượng Đế mời gọi mà chúng ta không chấp hành, hoặc là chấp hành một cách hời hợt cho có, thì làm sao những người đó được lên lớp để được nhận phần thưởng vĩ đại của Thượng Đế ban cho, để mà sống tuyệt vời vô cùng tận, tồn tại cùng càng khôn. Cái chuyện đó ra rất là rõ ràng chứ không có gì khó hiểu. Ngài mời gọi tất cả, nhưng mà chúng ta có chấp hành hay không, chấp hành như thế nào, có thành thật, thành tâm chấp hành hay không thì mới được Ngài chấm điểm cho lên lớp sống cùng thế giới thiên loại. Chứ còn chấp hành lưng chừng cho có thì làm sao mà chúng ta có thể nhận lãnh được cái vé giải thoát, hiểu không? Tức là mình phải thành tâm đó. Ok, và đây là khuôn mặt Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng do chính Ngài vẽ trên mây. Hình ảnh này do chính Thượng Đế vẽ đó, có phước lành đi chung để bảo vệ chúng ta mọi nơi mọi lúc. Đó, đây là hình màu gốc nè. Ok, đồng bào cần vào những trang website để mà học hỏi thêm. Đây là những trang website nè, phía trên đó, Facebook và Facebook Jesus Christ đó. Ok, còn dưới này là trang website thehumanityrescuecouncil.com, và theo dõi chương trình ở trên YouTube Phép Là Phước Lành, Facebook của Vương Đạo Đại Việt để học hỏi thêm nha. Đây là hình màu gốc, chuyển qua màu đậm hơn thì thấy rõ lắm nha. Chuyển qua hình màu đậm hơn thì chúng ta thấy khuôn mặt Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu đó, rất là rõ ràng. Đây là hình đậm hơn nè, đó, thấy không? Chúa Giê-xu đó, Ngài là Thượng Đế Toàn Năng đó. Ok, tất cả những loại chúng ta cần được có, cần được biết và nhớ, cần phải có hình ảnh của Ngài để mà cầu nguyện với Ngài mọi nơi mọi lúc. Ok, hình ảnh này là có phước lành đi chung đó, để bảo vệ chúng ta mọi nơi mọi lúc. Ok đó, ok. Và đó là cái hình màu gốc đó, đậm hơn đó, hình đậm hơn. Ok, còn phía bên đây á là đại diện của tất cả anh hùng chiến sĩ trận vong linh thiêng khắp nơi trên quả địa cầu, và đồng thời trong cái nét này đã có cái nét Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu trên thập tự giá. Đồng bào nhân loại cần được biết nha. Đây là một trong 14 phép lạ phước lành mà nhân loại cần được biết để mà học hỏi, để mà giúp chúng ta dễ quyết định ăn năn sám hối khẩn cấp trước khi tận thế của cuộc đời của mình nói riêng, và tận thế của thế giới nhân loại nói chung. Và tận thế thế giới nhân loại đã bắt đầu,
và sẽ kết thúc trước năm 2043 hoặc là sau năm 2043 dương lịch. Đó là những gì Thượng Đế Toàn Năng cho Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương biết trước để thông báo cho nhân loại. Ok nha, chú Gióng hẹn vào chương trình kỳ tới nha. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2024 dương lịch, giờ Sài Gòn Việt Nam chúng ta giờ này khoảng gần 12 giờ khuya. Ok, rồi nha, chú Gióng mến chào tạm biệt. I love you all.